Nếu mà cắt vào đến đây thì nó sẽ nảy ở đây. Thì buộc phải lấy cái này. Và sau sẽ có những cái tác động để cho cái này nó nở ra này. Nó không bị cứng cái đoạn này. Thực ra cái đoạn này không quá là xa. Nhưng mà cơ bản là nó nuôi thả tự do. Đó. Cho nên là nó sẽ có cái cảm giác nó cứng, nó thẳng như này. Đó. Thế thì sau này sẽ có những cái tác động vào đây. Có thể lay cho nó nở ra, hoặc là nếu mà lay mà không được thì phải cạp nó phát đây. Cạp nó phát đây. Cắt tự thoải mái nhá. Thoải mái đi. Cắt đến đâu được đến đấy luôn. Không phải làm lại. Khi được ngồi cái view đẹp này cắt cây. Nhưng mà chính ra anh ít khi ngồi đây đúng không? Cây đẹp này nhưng mà đêm ngắm cảm xúc lắm. Đêm anh hay lên. Tĩnh lặng. Và ở xung quanh nó không bị lẫn cái gì. Ngắm nó phê. Đấy, báo cáo cả nhà là một cây si của đại ca. Dáng rất đẹp nhưng mà cái răm của nó còn phải điều chỉnh một tí để cho nó dẻo. Theo yêu cầu của đại ca là sẽ thu bớt một vài điểm để làm cho cái răm của nó mềm dẻo hơn. Cái cốt thì nó già đẹp rồi, dáng đúng form yêu thích này rồi, dáng làng. Đó, hai mặt đều đẹp. Kích thước nó cũng không phải là cây bé, nó cũng đầm đầm. Cứ thế này mà chơi thôi. Cây này mà ngày trước mà đồng chí nào trước sở hữu mà giải quyết được cái tập thể dục cho những cái này thì đẹp quá. Thì nó nở những cái này ra thì cái khẩu độ si thì nó mình khó tránh. Cái khẩu độ dài này thì khi mà nó to nó phồng ra thì nó sẽ cảm giác cái cảm quan nó sẽ khác. Đó, thì nó sẽ tự nhiên nó giải quyết được cái nhược điểm của si. Đó, bây giờ bấm bớt vào để mình lấy cái nhịp răm sau, và nếu mà nó cứng thì ta sẽ vào dây sau. Đó, ví dụ cái này muốn cắt sâu vào nhưng không được, lúc này không có mầm. Nếu mà cắt vào đến đây thì nó sẽ nảy ở đây. Thì buộc phải lấy cái này. Và sau sẽ có những cái tác động để cho cái này nó nở ra này. Nó không bị cứng cái đoạn này. Thực ra cái đoạn này không quá là xa. Nhưng mà cơ bản là nó nuôi thả tự do. Đó. Cho nên là nó sẽ có cái cảm giác nó cứng, nó thẳng như này. Đó. Thế thì sau này sẽ có những cái tác động vào đây. Có thể lay cho nó nở ra, hoặc là nếu mà lay mà không được thì phải cạp nó phát đây. Cạp nó phát đây. Cắt tự thoải mái nhá. Thoải mái đi. Bắn vào đại ca to rồi. Cái này nó có mầm đây thì sẽ lấy cái này thôi. Nó hơi thấp nhưng mà lấy cái đấy. Cái này thì lại hơi xa quá. Sau nó mới đẹp được. Sau nó còn lược bớt tương đối nhiều. Bây giờ là mình định hướng một tí. Sau nó còn thay đổi còn nhiều. Đại ca có cái cưa nào không? Có. Tí nữa dùng cưa một ít. Cưa vào cái cưa cái đoạn này. Cưa có cưa. Cưa đoạn này, cưa cái này cho nó dẻo răm. Bây giờ có thể nó sẽ tù một tí. Cưa bó thì cưa vào cả cái này. Cưa vào cả cái này luôn. Đấy. Đây xuống để cưa.
Lấy tận dưới à? Ờ, để ở dưới à? Thôi được, đấy để em dùng kéo cũng được. Đỡ phải đi. Đó. Nhìn tưởng cắt ít nhưng cắt đi hơi nhiều đấy. Đấy. Mặt trời ngắm mặt. Tao chạy cái này ra đẹp hơn. Bây giờ hiện tại nhỉ, bởi vì cái này nó có rồi. Cái này chạy ra đây cho nó đỡ bằng. Chứ không nó phẳng lì nó cũng xấu. Cái này thì chỗ này không có mắt mầm rồi. Không mắt mầm rồi. Em xem ở dưới này. À dưới có. Có mắt mầm dưới đấy. Đây, tách cái này ra. Tách này. Đây, mầm đây này. Ừ. Không có, nó sau nó chi chít đấy, không làm được bao giờ bông đâu. Nó dày quá sau khó làm bông. Gọn gàng hơn được một tí. Cái này cứng ghê. Em lấy luôn dây, đây có lúc mà em đưa dây lên mà. Hay dây lên mình. Vâng. Đang đây. Nó có các kim bấm. Vâng. Này phải nghiên cứu xong chạy cái này ra đây. Ở đây hơi chướng. Đây này. Đấy. Đè hết cả ngọn. Đè hết cả ngọn. Cái này cũng thế. Cái này phải cắt bỏ. Đây, lấy cái này. Cái này sau. Cho nó thanh thoát cái này to. Mà nó bị sau nó sẽ to hơn cái ngọn. Cái này không dùng được, chạy ra đây thôi. Cái này dưới có thôi. Nó mở cái mặt ra. Cái này thì mà mọc ở dưới đẹp, mọc ở trên thì sau lại phải chạy xuống. Lại vít xuống, chạy xuống tận đây xong mới đẩy ra. Đây, bây giờ cái này. Sau lấy cái điểm ngọn là cái này này. Sẽ cắt giật bỏ cái này luôn. Sau lấy cái này, cái kệ cho nó to này. Làm tạm ổn rồi đấy. Còn cái này. Cái này thì có lẽ là không nên vít, cắt đi. Vít nó vẫn cứng cái điểm. Vít được. Vít được, như ý là nó che cổ này này. Thế sau mình chạy từ đây ra đẹp hơn này. Đấy, anh hiểu không? Thì có cắt không hay là anh thích vít? Cắt nhá. Em thì em thích cắt bỏ, nhưng mà em thử vít cho anh xem nhá. Thử vít cho anh xem. Đỡ hơn của nãy không anh? Hay là cọc quá? Sau này, bây giờ nuôi phát nào là được phát đấy luôn. Cứ bằng
cứ đen đen mà tầm kiểu kiểu nó vào được dây là vào dây anh ạ. Để mình cuốn giãn cái vòng nó dài ra. Lúc cái thân nó mềm thì nó không bị hằn vào mà nó định hướng được. Nó giãn, kéo giãn vòng dài ra. Đấy, nó không bị hằn vào mà nó lại định hướng được, sau cắt đến đâu được đến đấy luôn. Không phải làm lại. Sau những điểm này nó to ra và những cái râm của này nó chạy ra thì nó sẽ nở, nở hơn và nó sẽ rụt hơn. Ngọn có thể ở đây, có thể ở đây, có lẽ là ở điểm này sau thì sẽ dễ khống chế hơn. Cái si dáng làng ok rồi, khỏe khoắn gọn gàng hơn rồi. Đấy, mặt trời là mặt này, hai mặt như nhau. Hai mặt như nhau. Mặt này có cái sâu sâu kia, còn mà em thì em thích cái mặt này hơn. Ừ, mặt đấy nó mặt chính. Nhìn nó lì hơn. Đó. Được cái cây chơi được cả hai mặt. Ngon rồi, cứ thế nuôi thôi. Còn chiến cây nào không anh?